hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn về cách làm sao nhận biết được đèn hậu của dòng xe Honda Civic. Trên tay tôi đó là Civic, đèn hậu của miếng ngoài của con Civic đời 2018. Đây thì hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn biết là như thế nào để chúng ta phân biệt được đâu là hàng xịn chính hãng và đâu là hàng liên doanh hậu của Honda Civic. Thì hôm nay tôi sẽ phân biệt cho các bạn loại chỉ. Thứ nhất là nhìn về cảm quan, các bạn sẽ thấy này, đây là hàng xịn chính hãng thì đặc biệt là những cái điểm chỉ của cái đèn hậu thì cực kỳ sắc nét, các bạn nhìn cực kỳ sắc nét và các cái vết keo gần như là hàng rất là chuẩn chỉ, không có vết keo lan hay bên ngoài. Đấy, và một điều cực kỳ dễ nhận biết thứ hai đó là trên sản phẩm của hàng xịn chính hãng có logo Honda đặt tại vị trí này. Và bình thường thì là hàng thường thì sẽ không có ai đổi riêng mua riêng này. Đấy, có logo Honda trên sản phẩm luôn. Đây là gương mặt hàng xịn chính hãng được trực tiếp chỉ đường Honda nhập nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi chưa cung cấp phụ tùng dòng xe Honda và dòng xe Mitsubishi. Đối với khách hàng có nhu cầu mua phụ tùng Honda thì làm